Linh kiện ET xin kính chào các bạn. Hôm nay linh kiện ET xin giới thiệu với các bạn IC công suất MP6501. Như các bạn đang thấy thì đây là con IC tháo máy. Đấy. Thì các bạn yên tâm bởi vì tất cả các sản phẩm bên linh kiện ET đều được test rất kỹ trên các bo mạch và tất cả sản phẩm đều có bảo hành. Thì để đặt hàng thì các bạn truy cập website linkkienst.com hoặc là gọi điện thoại trực tiếp, số điện thoại và link website được gắn ở phần mô tả, các bạn có thể xem tại đây. Để tham khảo thêm các sản phẩm khác thì các bạn có thể truy cập vào website linkkienst.com để tham khảo thêm các linh kiện điện tử, các dụng cụ, các thiết bị khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào các bạn.